Thấm thoát đã tròn 35 năm, cái ngày bi tráng trong trang sử truyền thống của Trung đoàn 754 vẫn còn in đầm trong tâm khảm những chiến binh Vị Xuyên. Ngày 19 tháng 7 năm 1985, chiến dịch M2 tại khu vực đồi Bốn Hầm và cao điểm 400, đất trời rung chuyển, hàng ngàn tấn đạn pháo trùng lên những mỏm đá, trùng lên những người lính 754, mỗi hòn sỏi, mỗi nhành cây còn in đậm những tháng ngày tuổi xuân. Máu đào của các anh tôi đã nhuốm đỏ màu đá trắng trên lò vôi 400. Xác thịt các anh đã hòa quyện vào đá núi. Giang Nam thanh thủy biến thành hồn thiêng sông núi. Chiến tranh mù bụi ngập biên thùy, nghẹn ngào.